Dùng bắt đầu nghe em nói, tức là coi như bắt đầu từ ngày đi là 19 tháng 6 là cũng lên cho 1 năm rồi. Anh em gặp ngày đây, dạ không anh, 1 năm mới gặp lại. Thêm 1 tuần nữa quá, 1 năm. Rồi, 1 năm. Chính xác, chính xác. Thì 1 năm bắt đầu, mình nhìn cái video 1 á, trường thầy với cài hết còn xa lạ lắm. Nhưng sau 19 ngày anh chị em đi lại thì chúng ta coi như tạo lên tình bạn, tình nó gặp chị em. Ngày học mặt vừa ngày nay đó có được đó là xin trời có tay cho gia chủ. Gia chủ đã xin nguyện để chúng ta mượn địa điểm này để tổ chức họp này. Dạ, ok. À, tiếp lên hậu thì em cũng xin dịch về đây cho thầy mình quay luôn. Tiếp lên hậu á thì cái ý kiến mà họp mặt á thì hình như của anh hậu phải không? Cũng cảm ơn anh đứng xin nhau cảm ơn anh và cảm ơn anh lai thôi cũng đã gần 1 năm rồi thì bây giờ họp mặt tại đây thì em tin chắc rằng đây là cũng lần đầu tiên các anh chị em đều tới nhà em và em và anh Hùng cũng welcome các anh chị đến đây và hy vọng các anh chị em đều có một buổi vui chơi họp mặt rất là thoải mái. Thank you. Không ơi, mình nói coi như mình tới đây chủ yếu là vui. Dạ, ok. Ok, vậy thì tự nhiên nha. Nhưng mà hơn hơn sức mạnh của mở máy ra. Ủa điện đâu anh? Anh Tiến. Dạ. Anh chụp hai mẹ con. Hai mẹ con mà. Anh thấy không chị? Cái đây 1 năm cũng ngày tôi à. Gặp mẹ con ra cứ chụp chụp thôi là chụp chụp thôi. Nhớ mà đứa con đây nè. Quý vị ơi, quý vị nào có tâm hồn. Rồi á, thì chồng nó tới đều cho sự sợ gặp đặt mới cho mình. Bà con ơi, nhớ tới nơi chụp nguyên một tấm hình nguyên nhóm của mình nha. Yeah. Ok, em vô chụp nồi băng cua của em chứ đã nồi đó. Còn mấy băng cua của em. Gửi chân gà của con gái tôi. Dạ dạ. Đây là món gỏi chân gà của con gái tôi ha. Đây. Yeah. Vậy tôi mình đề nghị mình ghi danh cho năm tới luôn nha. Wow, à, làm bánh bò mà kéo cái gì trời. Nhỏ thôi, tự thú chứ phải mình đi. Làm hả? À, khéo ghê vậy, màu đẹp. Đây chỉ mình làm. Không, đâu có rồi. Hình lá vàng đẹp quá rồi. Người ta chụp hình quá rồi. Rồi 105 thước. Nó rớt xuống mặt nó còn 37 thước nó sẽ dịch được. Thước nghĩa là có bung vô không? Nó không có dùng. Nó dịch được, anh lên lại. Nó dịch được lên. Nó dịch được. Đó, đây là cái tự nhiên thấy mấy hình cái là ủa anh đang quay. Khổ ghê. Đang dụng cho nhập bếp cũng yên nữa. 20 người dân thôi. Hơn là mình không phải từng rồi nó mưa. Ghê gớm. Đi bếp thương.
đang làm thế nào cũng biết hết. Con đường ba nó về đâu không kiếm được. Anh chị em mình chờ vợ trong lặng câm mọi thuyền theo ta không lâm. Ooh.
thay vì nửa ký thọ nó cho thở luôn rồi nè. Gỡ hình gỡ đồ lại lắm. Ai bà con hồi nãy ai đấy ai để tay lên chút, để tay lên đó bà cái khuyên nhẫn này nghe đó. Sao anh quay anh hết không anh hình như là không hết tại vì anh lùi lại chút không, không phải không hết tại vì tôi đứng đây. Anh ngộ đứng kia sao vậy? Về trong phòng anh chửi anh cũng được. Rồi nào. Rồi, cùng hỏi nha. Rồi, vô cái nào. Chưa nha. 1, 2. Thấu hoài thôi. Nhưng mà không có ai thấu. Với bao châu này nó không muốn chấp nhất. Về rồi đi. Trăm năm như ngàn năm, người cùng đã băn khoăn.